Hôm nay các thầy thuốc lên đây trị bệnh dùm cho tăng ni. Tôi có ít lời nói đạo lý để nhắc nhở cho quý vị hiểu tu hành đúng với cái tinh thần của Phật giáo. Nên đề tài nói chuyện hôm nay là Đức Phật Ngài giác ngộ cái gì để rồi chúng ta biết mà tu theo Ngài. Đó là cái điểm then chốt mà tôi muốn nhắc lại. Bởi vì lâu nay chúng ta tu theo Phật hầu hết đều là quý kính tôn trọng những cái mầu nhiệm của Đức Phật, mà ít ai để ý tới cái sự giác ngộ của Phật. Bởi vậy nên đa số Phật tử mình tới chùa lễ Phật tin rằng Phật sẽ thương mình, ban phước cho mình và đem lại sự bình an cho mình. Như vậy thì tin sự mầu nhiệm chứ không có tin về trí tuệ. Ở đây chúng ta phải đi sâu vào sự giác ngộ của Đức Phật. Thì như những lần tôi có hay nhắc cho tất cả Phật tử biết rõ, Đức Phật giác ngộ nhiều nhưng mà tam minh á là cái gốc. Nên trong kinh kể từ đầu hôm tới canh hai, tức là đêm thứ 49 ở dưới cội Bồ Đề, từ đầu hôm đến canh hai thì Ngài chứng được cái túc mạng minh. Túc là đời trước, mạng là mạng sống, tức là chứng được cái túc mạng minh là Ngài nhớ tột vô số kiếp trở về trước, những đời trước Ngài đã từng làm gì, tên gì, cha mẹ tên gì, ở đâu, vân vân. Ngài nhớ rõ ràng, tường tận như những cái chuyện mới xảy ra hôm qua. Đó, mà là vô số kiếp như vậy. Rồi tới từ canh 2 tới canh 3 thì Ngài chứng được thiên nhãn minh. Ngài thấy tường tận những vật nhỏ như vi trùng, xa như các cái thế giới hành tinh, và nó vi tế như là nghiệp của chúng sinh. Ngài thấy tường tận hết, không có chút nào nghi ngờ. Rồi từ canh 3 tới canh 5 thì Ngài chứng được cái lậu tận minh, là Ngài biết tường tận cái nguồn gốc của con người từ đâu mà có sinh ra, rồi khi chết rồi nó phải lăn trong luân hồi sinh tử thế nào, nhân gì mà phải đi trong sinh tử, và muốn giải thoát sinh tử thì dùng những cái nhân nào để tiêu diệt cái mầm sinh tử đó. Đó thì như vậy Ngài thấu suốt được về thân phận của con người. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi thì Ngài thấu suốt tường tận được cái thân phận của con người trên thế gian này từ bao lâu cho đến ngày nay, rồi sự luân hồi tiếp tục không biết tới đâu là cùng tận, và muốn giải quyết sự cùng tận đó thì phải làm cách nào. Ngài biết rõ ràng hết. Đồng thời đối với tất cả sự vật chung quanh Ngài cũng thấu suốt tường tận, cho nên những cái gì Phật nói ra đều là những cái chân lý, những cái lẽ thật mà tự Ngài chứng kiến được, chứ không phải là như các triết gia suy luận tìm hiểu rồi đặt thành vấn đề
nó có hợp lý một chút thì trở thành một cái triết lý. Còn ở đây thì không phải suy luận nữa, mà đó là cái chứng kiến sự thật. Bởi vậy cho nên nó gọi là chứng đạo, chứ không phải là lý luận hay là suy luận. Thì cái đó là cái căn bản. Thì bây giờ tôi chia ra hai phần. Phần thứ nhất là nói về cái con người. Thì con người mình do chứng được cái túc mạng minh, cho nên Ngài thấy rằng chúng ta có mặt ở đây không phải là lần số một, mà là tiếp nối vô số kiếp trở về trước. Bởi vậy ai có mặt ở đây đều mang những cái nghiệp thừa của đời trước. Rồi đây mình vừa hiện tại vừa là trả vừa là gây. Thành một cuộc sống hiện tại này vừa trả hay là thực hiện cái gì của quá khứ, vừa là tạo cái mới cho vị lai. Cho nên không phải có ngang đây là cái mới duy nhất. Nói như vậy thì chúng ta nghe chỉ tin lời Phật nói, nhưng bây giờ mình suy gẫm lại thử coi mình có mang cái thừa của quá khứ đến đây hay không. Quý vị thấy nếu mà chúng ta vào một lớp học nhìn kỹ thì mình thấy rõ ràng thầy giáo cô giáo dạy tất cả bài vở như nhau, mà học trò đứa giỏi về nghề vẽ, đứa giỏi về văn, đứa giỏi về toán, đứa giỏi mỗi đứa mỗi môn, không đứa nào giống đứa nào. Thì nếu mà do học mà được á, thì ngang chừng đó thầy giáo cô giáo dạy thì ai cũng phải hiểu ngang chừng đó. Mà người thì cái này giỏi cái này, người giỏi cái kia, người giỏi cái nọ. Hỏi tại sao? Có phải là cái thừa của quá khứ mình đã còn, cho nên bây giờ nhắc lại cái mình nhớ mau. Còn cái mà hồi đó mình chưa tập thì bây giờ dài hoài mình mù mịt không hiểu. Thì đó để thấy rằng cái quá khứ của mình nó có ảnh hưởng tới cái hiện tại. Như vậy thì tất cả cái quá khứ đẹp hay là xấu hiện giờ mình cũng còn đang mang. Bởi vậy chúng ta nhiều khi nghĩ rằng mình làm lành, mình làm tốt ngay trong đời này, mà sao có những cái khổ đau, những cái hoạn nạn nó cứ tới với mình. Rồi nhiều người đâm ra hơi hoảng hốt, như vậy làm lành không có phước, phải không? Chứ lẽ ra mình làm lành, làm phải thì mình phải được cái tốt liên tục, mà tại sao lại có những cái ngược lại? Thì nếu mình không có truy nguyên được quá khứ thì mình sẽ có cái hơi chán nản, hết muốn làm tốt. Vì vậy mà biết rõ rằng cái làm tốt đây chỉ là cái mới tạo trong đời này. Còn cái nợ quá khứ mình chưa trả thì nợ đó hoặc là nợ tốt hoặc là nợ xấu. Còn như quý vị thấy có nhiều người họ sanh ra, họ sanh ngay là con thủ tướng, là con tổng thống, mà hỏi người đi tới đó có biết lựa không? Có lựa không? Mình nhỏ có biết quái gì mà lựa, thấy không? Mà đẩy mình tới đó rồi cái sanh ra cái sung sướng được mọi sự nuông chiều và đủ tất cả những cái gì cần thiết. Còn có người lại sanh ra trong những cái gia đình như có những người bệnh mà nguy hiểm mà cũng chui ra đó. Thì như vậy thì hỏi cái động lực nào mà thúc đẩy người ta tới chỗ tốt và thúc đẩy người ta tới chỗ xấu. Đó là cái gốc mà Đức Phật nói khi chứng được thiên nhãn minh, Ngài thấy nghiệp của chúng sanh nó dẫn người ta tới nơi này hoặc tới nơi kia, tùy theo cái sự cảm thông giữa những cái nghiệp người cha mẹ và nghiệp của đứa con, gọi là đồng nghiệp đó, là cảm thọ. Nên người có phước á, thì tới những cái chỗ tốt lành, người vô phước thì tới những chỗ xấu xa. Đó là do mang cái nghiệp quá khứ. Chứ thực ra ai mà sinh ra đây đều đâu có biết lựa trước, phải không? Nói chỗ đó cha mẹ đó là tốt lành mình lựa đó, hay là chỗ kia cha mẹ xấu mình tránh đi, nhưng không phải. Người coi như là
phải sao chịu vậy thôi, ra đời phải sao chịu vậy, mà cái gì lựa cho mình? Nhà Phật nói đó là cái nghiệp quá khứ, tốt hay là xấu, cái đó là cái thúc đẩy mình tới. Như vậy thì mình tới đây giả sử được tốt thì mình cũng không có tự hào rằng ta hơn thiên hạ, mà chẳng qua là do cái phước đời trước của mình đã tạo, cho nên bây giờ ra nó hơn người ta, biết như vậy thì ráng tu thì tốt. Còn nếu ra mình thấy ta ngon lành hơn, rồi khinh thiên hạ, rồi tự cao rồi đó, thì đó là cái nhân để mình tiêu mòn những cái tốt của quá khứ. Ngược lại, người ra đời rồi gặp cái cảnh điêu đứng khổ sở, nếu biết rằng không phải ngẫu nhiên mình ra đây là phải như vậy, mà biết là cái xấu xa trước kia mình đã có, đã gây nó thành một cái quan khiên rồi, bây giờ ra để mà trả thì thôi, vui cười mà trả, vui mà trả, trả hết rồi sẽ nhẹ. Như vậy thì nếu mình biết rõ được cái lý đó thì gặp cảnh khổ mình không oán hờn ai, phải không? Gặp cái vui mình không dám kiêu ngạo. Thì như vậy đó là cái người biết đạo, mà biết thực như vậy chứ không có nghi ngờ. Như vậy thì kiểm lại, tất cả chúng ta ai ra đời cũng có mang những cái nghiệp quá khứ hết, hoặc là hay hoặc là dở, chứ không phải mà ra đời là ai cũng giống hệt như nhau. Người nữ cũng có những cái riêng, người nam cũng có những cái riêng, không bao giờ mà hệt như nhau được. Đó là những cái lẽ thực mà Đức Phật Ngài thấy, Ngài nói. Mà cái thấy nói đó là từ cái giác ngộ, chứng kiến được lẽ thực mà nói, chứ không phải suy luận. Đó là nói về cái kiếp người hiện tại, nó liên hệ tới quá khứ. Rồi nói cái kiếp người hiện tại, nó liên hệ tới vị lai. Như hiện tại này, có nhiều người họ cứ ngỡ rằng mình khôn ngoan, khéo léo, làm tội lỗi, nhưng mà tránh được luật pháp nhà nước thì yên, phải không? Khi nghĩ vậy là yên. Nhưng mà thực ra tránh được cái lỗi lầm đối với pháp luật bên ngoài có thể được, nhưng mà tránh với cái chứng kiến, cái lương tâm của mình nó không thể được. Mình nói lương tâm chứ thực ra bởi vì khi mình làm một điều xấu, điều quấy để cho người ta phải khổ sở, cái đó mắt mình thấy, tai mình nghe, thì những cái đó đã có cái chủng tử trong mình rồi. Thì chủng tử đau khổ đó nó đã tích lũy trong này rồi, thì một lúc nào đó giả sử luật pháp ở bên ngoài không có trừng phạt mình, thì cái tích lũy trong lòng mình đó tới một giai đoạn nào nó cũng tự phát ra thôi, chứ không có trốn tránh đâu được hết. Mà hồi xưa ông bà mình hay nói đó là cái gì, cái hữu mạng thần quan, tá mạng thần quan gì, ghi chép ghi chép cái lỗi lầm của mình. Như nhà Phật nó không phải cái đó, cái gì mắt mình thấy, tai mình nghe thì nó đã có chứng minh được cái thấy biết của mình sẽ biến thành nghiệp. Nó biến thành nghiệp thì cái đó là cái dẫn mình đi tới tốt xấu. Như vậy thì tất cả những cái hiện tại mình làm, nhưng mình biết rằng cái làm đó nó không bao giờ mất, làm ác không bao giờ mất, làm lành không bao giờ mất, thì mình mới có tu được, phải không? Chứ mình nói làm đó không chắc gì có kết quả, hay không chắc gì được tốt, thì cái làm đó chỉ phí công thôi. Không tin cái điều mình làm nó có kết quả thực sự cho mai sau, cho nên có nhiều người họ làm ác mà không sợ. Thì có những người làm lành mà lâu quá không thấy kết quả cũng chán. Còn mình biết rõ không bao giờ mất. Một cái việc làm nhỏ cho một đứa bé vui, cái niềm vui của nó mình thấy rồi mình cũng nhớ một hoài. Rồi mình làm một cái việc ác nhỏ cho một người khổ mà thấy cái khổ họ rồi mình cũng nhớ hoài. Cho nên cái đó là một cái nghiệp, nó không có trốn chạy ở đâu được hết. Như vậy thì đối với con người, nếu mà thấy như Đức Phật thấy, do nghiệp nó mình tạo rồi nó dẫn mình đi chỗ tốt chỗ xấu, thì cái sự tu hành của mình nó vững lắm, phải không? Nó không có nghi ngờ.
Còn nếu mà mình không nắm vững cái đó thì sự tu hành nó nghi ngờ mà rồi từ cái nghi ngờ đó có khi mình đã làm tội lỗi mình không sợ. Còn nếu mà biết rõ rồi thì không bao giờ dám làm khổ chúng sinh, vì biết làm khổ cho người ta tức là mình tạo khổ cho mình chứ không có chạy đâu khỏi hết. Đó là cái điều mà Phật dạy mình phải tu đó, tu để mà tránh cái nghiệp ác, tu để mà tạo những cái nghiệp lành để mai kia mình được an lành tốt đẹp hơn. Đó là nói về nghiệp. Rồi kế đó nữa thì Phật nói con người, khi mà con người có ra đây tức là từ nghiệp dẫn mà ra, nhưng mà nghiệp dẫn ra thì cái thân phận con người, cái kiếp số con người nó là bền vững hay là nó tạm bợ, nó lâu dài hay là nó tạm bợ. Ít ai dám tưởng mình tạm bợ lắm, phải không? Ai cũng tưởng mình trăm năm không à, trăm năm trăm tuổi không, ít bao giờ mình dám nghĩ mình sống ngày nay và bảo đảm có ngày nay, chứ ngày mai mình chưa chắc. Mà cái lẽ đó là một lẽ thật. Thực ra không ai biết trước được cái ngày mai mình thế nào hết. Nhưng ngày nay được bình an, được khỏe mạnh thì mừng ngày đó, chứ ngày mai thì không có gì bảo đảm. Kể cả thầy thuốc có bảo đảm không? Nếu mà bảo đảm thì chắc mấy thầy thuốc thì phải phải tới chừng nào mình mà yếu rồi tính toán mình trước, phải định rằng tôi 80 tuổi hay là 100 tuổi, nhưng mà có thầy thuốc để giám định đó. Mình làm trị trị chứ còn cũng không biết thân phận mình ra sao. Đó là một cái lẽ thực. Nên trong nhà Phật khi Ngài thấy cái kiếp người nó là vô thường, nó bất định, mà chúng ta lại hay đặt định mình phải sống dài, mình phải gì gì đó, nhưng mà sự thực đâu có cái gì định. Bởi vậy nói vô thường. Trong bài kinh mà Phật dạy các thầy tỳ kheo, Phật hỏi mạng người sống bao lâu, thì có thầy tỳ kheo thưa mạng người sống được đôi ba năm. Thì ông cũng nghĩ đôi ba năm ngắn lắm rồi, vì Phật chê ông chưa có thấy đạo. Thầy tỳ kheo khác rút ngắn lại, con người sống đôi ba tháng, Phật cũng lắc đầu, ông chưa thấy đạo. Có người khác nói mạng người sống trong bữa ăn thì quá ngắn rồi, như vậy thì tưởng là thấy đạo. Phật cũng nói ông chưa thấy đạo. Đến cái người đứng lên nói bạch ngài, mạng người sống trong hơi thở, Ngài nói đúng, ông đã thấy đạo. Như vậy thấy đạo là thấy được lẽ thật. Lẽ thật thì con người dù hoàn cảnh nào mà khi chết thở khì ra rồi cái không hít vô là chết, phải không? Trong hơi thở, cái đó là một lẽ thực. Còn thời gian nó không có định. Ví dụ đương làm gì đó mà đứt gân máu cái ngã đuổi ra chết thì nó là bao lâu, phải không? Hay lỡ một cái tai nạn xe rồi gì đó, nó bao lâu? Chỉ trong mấy giây đồng hồ là thấy mất mạng rồi. Thành ra nó không có cái gì bảo đảm thời gian, mà cái bảo đảm là thực nhất là thở khì ra, không hít lại là chết, phải không? Thì đó là một lẽ thực. Mà thấy được lẽ thực thì phải gọi là thấy đạo. Như vậy thì tất cả chúng ta mới thấy rằng đạo lý của Phật nói là nói cái lẽ thực, nói tới tột cùng cái lẽ thực. Mà chúng ta sống là sống trong ảo tưởng nhiều hơn lẽ thật. Chúng ta cứ tưởng tượng thế này, tưởng tượng thế nọ, mà không bao giờ chúng ta dám nhìn lẽ thật. Còn Phật nói là nói đến cái lẽ thật. Mà nếu ai cũng thấy rõ rằng mạng mình sống trong hơi thở thì có gian tham, có hung dữ, có đủ thứ không? Chắc không bao giờ có. Mà tại vì mình cứ nghĩ mình sống dai, sống lâu, cho nên mình làm những cái điều này, điều nọ để thụ hưởng. Đó là một cái lầm lẫn, không thấy được lẽ thật. Như vậy thì cái lý vô thường của đạo Phật nói nó đặc biệt hơn cái vô thường của các cái vị thánh nhân khác nói, phải không?
các thánh nhân khác nói thì vô thường như dòng nước chảy này kia, hay là nói theo Tây phương nó không có tắm hai lần một dòng nước đó, thì cái đó vô thường nó còn dài, còn này chỉ một hơi thở, thở ra không hít lại là chết, mà đó là một lẽ thực. Thì cái lẽ thực đó Phật thấy tột cùng nó, chứ không phải là suy luận, mà đó là một cái lẽ thật không ai chối cãi được. Nhớ là đó là nói về cái lý vô thường, thì đạo Phật thấy rõ như vậy. Rồi kế cái vô thường đó thì Đức Phật nhìn lại thì Ngài thấy từ con người cho tới muôn vật ở giữa thế gian này không có cái gì là một sự vật đơn độc tự nó thành hình, mà nhân duyên hòa hợp. Bởi vậy nên trong kinh A Hàm có bài kinh nói về nhân duyên, thì Đức Phật nói rằng người thấy được lý nhân duyên là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy đạo, tức là thấy lẽ thật. Thấy được lý nhân duyên là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy đạo, tức là thấy được chân lý. Như vậy thì tất cả chúng ta ai ai cũng đều thấy mình là một khối thật, phải không? Rồi sự vật cái gì cũng thấy nó nguyên nguyên vẹn thật, nhưng mà với bây giờ nhờ khoa học phân tích, bây giờ mình thấy không có cái gì là một khối thật hết, phải không? Đều là nhân duyên, nhiều tế bào hợp lại thành thân, nhiều tế bào hợp lẫn thành cây cối vân vân. Thì như vậy không có một cái đơn vị duy nhất để thành một cái. Mà khi xưa thì người ta hay đặt cái duy nhất, có cái một tạo ra. Thí dụ như ông bà mình hay nói do tạo hóa, thấy không? Không biết cái gì mà có con người, có sự vật, nó có ông tạo hóa, ông đó là số một cũng tạo ra mấy cái này, phải không? Còn như bên kia khác thì ta nói có ông thượng đế, vân vân, có cái số một để tạo ra. Nhưng mà cái đó là không phải lẽ thật, cái đó là cái tưởng tượng chứ không có lẽ thật. Còn Phật nói là nhân duyên, mà nhân duyên tạo ra chứ không phải là một cái, không phải do một mà có. Từ cái lý nhân duyên đó thì chúng ta mới thấy rõ rằng nếu mà đạo Phật khai triển triệt để thì đạo Phật không bao giờ bị lạc hậu. Lạc hậu không? Chứ còn nói tạo hóa, nói thượng đế gì thì thời này nó lạc hậu rồi. Đó. Bởi vì cái con người có mặt trên trần gian này, hay là muôn vật có mặt trên trần gian này, đều do nhiều nhân nhiều duyên tụ hợp lại thành hết, chứ không có một cái đơn độc mà thành. Đó là một cái lẽ thật. Vì vậy mà chúng ta hiểu được cái lý đó rồi thì mới thấy rằng Đức Phật Ngài giác ngộ là Ngài thấu suốt tường tận được cái thân phận con người, tường tận được cái sự vật xung quanh, thấy rõ chứ không phải là suy luận. Nhưng mà rồi nói về con người thì trong cái nhân duyên đó Phật nói con người do cái nhân duyên gì mà có, tức là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên mà cái đầu để có là vô minh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, nhân sắc lục nhập xúc, xúc thọ, ái, thủ, hữu, rồi sanh lão bệnh tử. Như vậy thì trong 12 nhân duyên đó, cái nguyên nhân đầu của nó là vô minh. Vô minh nghĩa là sao? Từ cái mê lầm, mà vô minh là cái mê lầm, từ cái mê lầm mà thúc đẩy mình đi tới cái chỗ tiếp tục sanh. Như vậy cái mê lầm ban đầu á, mình không có ai mà có thể hiểu, có thể nắm vững được nó là cái gì, nhưng mà Phật nói nó là cái mê lầm. Bây giờ mình lấy cái thí dụ hiện tại, như một sự việc mình làm xấu hay là ác, thì cái sự việc làm xấu ác á, gốc từ cái gì ra? Từ cái si mê, thấy không? Từ cái si mê
rồi mới nghĩ sai, nghĩ sai rồi mới làm sai. Đó. Thì như vậy cái vô minh nó là từ tâm, là cái sai lầm nó cũng từ ở tâm mình. Như vậy tâm mình là cái cội nguồn để gây tạo thành những cái nghiệp để rồi mình thụ hưởng sau này. Như vậy thì sở dĩ chúng ta tới đây, có mặt ở đây là từ những cái tâm sai lầm buổi đầu. Đó, đó gọi đó là vô minh. Vô minh, từ vô minh cái là tạo là hành, hành tức là nghiệp. Đó, tạo là nghiệp, hành là cái lôi cái thức. Đó, như vậy thì vô minh, hành, thức phân chia ra thì nó là ba cái thuộc về quá khứ. À, ba cái nhân của quá khứ, vô minh, hành, thức, rồi cái có danh sắc tức là có bào thai. Danh là phần tinh thần, sắc là về cái thể xác. À, như vậy thì có tinh thần có thể xác hòa hợp mới có thân này. Như vậy thì ba cái quá khứ này mình khó biết được, nhưng mà từ cái bào thai này về sau thì dễ biết. Rồi có danh sắc hợp lại rồi cái có gì sắc, rồi lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. À, lục nhập rồi cái tới xúc, rồi sáu căn đó nó tiếp xúc với sáu trần, từ tiếp xúc với sáu trần rồi cái sanh có cái thọ tới cảm nhận. À, cảm nhận từ cái thọ rồi cái sanh là gì nữa, à, thọ rồi sanh rồi ái. À, cái cảm thọ, cảm thọ thì nó có hai, khổ vui hoặc là khổ vui, không khổ không vui. Thì người ta thích thì cái vui mà không ưa cái khổ, nhưng mà rồi trong đó nó không nhất định được vui hết, mà cái khổ thì mình không ưa, cái vui thì mình thích, thích cho nên có cái ái cột trói, ái rồi cái bảo vệ gìn giữ, thủ thủ rồi từ cái gìn giữ đó rồi thành ra có cái hữu tức là có cái nghiệp gì đời sau. Đó. Rồi có hữu cái rồi có sanh, sanh thì có lão tử. Đó. Rồi lão tử sao, lão tử ưu bi khổ não một chùm. Đó. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng về ba cái nè, à, vô minh, hành, thức thì quá khứ thì mình không biết rõ, nhưng mà từ tới cái danh sắc về sau thì thấy nó rõ ràng. Đó. Rõ ràng thì như vậy thì tất cả chúng ta tu thì ba cái quá khứ mình không tu được. À, nhưng bây giờ từ cái danh sắc này sanh lục nhập thì hai cái này chưa tu, thấy không, mà tu từ cái gì, à, xúc, à, à, rồi ái thủ. À, nhưng mà xúc cũng chưa tu nữa mà tu từ cái ái cái thủ. À, ái cái thủ này không có ái không có thủ thì tức là không có hữu, hữu tức là dẫn để đi sanh đời sau. À, như vậy thì tu hiện tại là chúng ta dứt cái ái và dứt cái thủ. Mà hiện giờ chúng ta có người nào mà không thương thân mình không? Mà có thương tức là có ái. Đó. Thân mình thì nó hơn số 1 hết, phải không? Nó hơn ai cái gì hết á, tất cả nó thương cái này cái kia, nhưng mà sự thật thương mình là số 1. Thương mình là số 1. Bởi thương mình cho nên còn ái ngã, mà ái ngã thì còn có bảo vệ thủ, cho nên thân này vừa mất thì kiếm thân khác liền. Cho nên nó là hữu. Như vậy thì muốn cho thoát ly sinh tử thì phải dứt cái ai ngã. Dứt cái ai ngã, mà ái ngã là cái vô minh, mà vô minh thuộc về ngọn. Từ cái dứt cái ái ngã đó rồi thì mới dứt cái thủ, thủ thì không có cái hữu. Như vậy thì ngay đời này chúng ta tu bớt cái ái ngã, mà cho nên trong nhà Phật dạy cái pháp vô ngã đó, phải không? Muốn giải thoát sinh tử là phải vô ngã. Mà bây giờ cả chúng ta có ai vô ngã được chưa? Tất cả đều là ái ngã hết. Bởi ái ngã cho nên rồi mất thân này thì phải tìm thứ khác, tự nhiên cái gì mình thích nó
Ví dụ giờ mình thích chiếc xe, nãy xe này hư thì phải mua chiếc khác. Còn nếu mình không thích nó là hư thì thôi bỏ, không sắm nữa. Vậy thôi. Như vậy thì cái cuộc sống hiện tại tuy nói nhiều cái lối tu, nhưng mà Phật dạy chỉ là phá cái ái ngã là số 1. Còn ái ngã thì còn luân hồi. Mà giờ nếu mà phân tích thì lý ra cái lẽ này thì các vị làm bác sĩ và phân tích chắc hay hơn tôi. Phân tích cái thân này coi sao nó bởi cái gì. Thì giờ nếu phân tích ra nó có cái gì thiệt đâu, phải không? Nó không có cái gì thiệt mình hết, chẳng qua thì nhiều tế bào rồi trong đó có đủ thứ nó tụ lại, mà tụ lại về trong đó rồi nó bảo vệ được, không được thì phải bị cái bên ngoài xâm phạm vô rồi sanh bệnh này bệnh kia lung tung hết. Như vậy thì thực cái thân này nó không phải là cái an toàn, mà nó không phải cái an toàn, mà nó thêm hai cái. Một là nó tạm bợ, vì nó hợp thì nó phải tan, nó tạm bợ. Hai nữa là nó đau khổ. Thân này có khổ không? Đó. Nếu mà có thân này thì đủ thứ khổ hết, chứ không phải một hai thứ đâu. Nghĩa là vì thân này là cái tạm bợ là một, cái đau khổ là hai. Đó. Rồi còn cái đáng chê đáng gớm nữa là nó nhớp nhúa, phải không? Cái tạm bợ nhớp nhúa đau khổ, mà thương nó thì thương sao? Vậy nếu mình cứ thương nó thì mình thương nó đó có phải là gốc của si mê không? Mà si mê tức là vô minh, rồi cái nó tiếp qua đời sau, rồi vì thương nó cho nên mất nó quản tìm cái khác chụp tới, rồi tới cái khác mất cái chụp cái khác. Đó là từ vô minh mà nó liên tục nó dẫn mình đi, đi không có cùng không có tận. Như vậy thì mình tu Phật dạy mình phải thấy bằng trí tuệ. Vô minh là cái mờ tối, mà muốn phá cái mờ tối thì phải có cái ánh sáng, phải không? Vì vậy cho nên muốn phá cái mê lầm phải có trí tuệ, có trí tuệ phá mê lầm được. Thì như vậy cái trí tuệ bây giờ làm sao mình có? Bởi vậy mới mới học Phật. Học Phật học để hiểu những cái Phật dạy, rồi mình nghiệm, mình xét, mình suy gẫm. Suy gẫm ở trong nhà Phật gọi là quán chiếu đó, mình suy gẫm cho kỹ rồi mình thấu đáo được cái lẽ đó là mình bớt si mê. Mà bớt si mê cái thì mình giảm dần tất cả những tội lỗi. Còn nếu mà mình không có trí tuệ thì mình cứ tiếp tục đi trong cái dòng si mê tạo nghiệp, rồi nó dẫn mình đi không biết tới đâu rồi cùng. Như vậy thì khi chúng ta nghĩ tới cái tu thì trước hết phải học những cái lẽ thật mà Phật nói, rồi mình phải ôn tới nhắc lui luôn luôn suy gẫm cái lẽ đó cho nó thâm nhập, nó thấu đáo trong lòng mình thì mình mới có thể tiến được. Nên bây giờ thấy Phật tử mình tu thì tha thiết lắm, nhưng mà tha thiết tu để mà bảo vệ cái ngã mình thôi, phải không? Chứ không có tha thiết tu để mà thấy tường tận cái lẽ thật. Vì vậy mà quý Phật tử thấy tụng kinh Bát Nhã lúc nào cũng thuộc lòng, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, câu đó thuộc lòng hết, ai không thuộc. Nhưng mà năm uẩn này tức là sắc thọ tưởng hành thức, nó trong đó nó có cả hai phần. Như cái ban đầu danh và sắc đó, thì sắc tức là sắc, rồi danh tức là thọ tưởng hành thức, nó thuộc tâm đó, tinh thần. Thì xét kỹ năm cái đó không có cái thật, nó chỉ là duyên hợp tạm bợ thôi, nó bản chất nó không thật. Biết rõ vậy mà biết rõ năm uẩn không thật thì mình còn chấp cái gì? Thân không thật, còn trong cái thân không thật có lại sắc, rồi thọ tưởng hành thức là tâm cũng không thật nữa. Như vậy thì sở dĩ ngày nay chúng ta đau khổ bởi hai cái chấp.
Một là chấp về thân xác thịt, phải không? Thân xác thịt mình muốn cho nó được sung mãn, muốn cho nó được đầy đủ, muốn cho nó được tốt đẹp. Nên càng tốt đẹp thì càng chấp nữa, chấp sâu hơn nữa. Vì vì ta đẹp mà, hay mất uổng. Đó. Cứ vậy mà tăng thêm cái chấp. Đó. Mà sự thật thì nó không phải là quý, không phải là thật, không quý, không thật, mà mình cứ tưởng nó là quý là thật. Từ cái đó rồi mình không biết bao nhiêu cái mê lầm sao theo. Cho nên Phật bảo mình phải soi thấy năm cái quẩn này không thật, mà nhất là sắc quẩn thân này, thấy rõ ràng nó không thật, nó là một cái thân do duyên hợp tạm bợ, hết rồi cái nó đi, chứ không còn hoài. Kế đó là tâm, tức là thọ tưởng hình thức, cái đó là tâm, không có phải là cái thật mà mình cũng chấp. Cho nên bây giờ chúng ta khổ là gì? Một, khổ vì thân, lo cho nó được no ấm cho sung túc. Hai là khổ vì tâm, tâm mình, mình nghĩ mình tính cái gì mà ai cãi lại thì nổi sân, phải không? Đó. Bây giờ quý vị có hay sân không? Mà sân là gì? Cái gì? Những cái gì mà mình muốn được thụ hưởng bằng cho thân mình được tốt, được hơn, mà bây giờ ai ngăn cản thì mình cũng trách, mình giận. Còn những cái gì mình suy gẫm, mình cho đó là đúng, mà ai cãi lại thì mình cũng giận, phải không? Như vậy cái sân đó nó có ra bởi cái si mê lầm lẫn, chấp về thân thiệt, chấp về cái tâm thiệt. Từ chấp hai cái đó thiệt cho nên dễ sân, dễ tham. Mà chấp lầm lẫn đó là si mê, phải không? Vì vậy mà Phật dạy học Bát Nhã là gì? Là học trí tuệ, phải không? Bát Nhã là trí tuệ. Có trí tuệ thấy đúng như thật rồi thì tất cả khổ đều qua hết. Không chấp thân, không chấp tâm. Giả sử mình suy nghĩ thế này, nó bậy thì cười thôi, thì tôi nghĩ vậy, còn anh chị nghĩ khác thì cứ nghĩ. Ai cũng có quyền nghĩ, chắc gì ai nghĩ trúng. Thì như vậy thì tức là mình không có khổ. Còn nếu mình nghĩ vậy mình cho là trúng mà ai cãi lại cái mình tức quá, mà họ cãi ăn hơn mình nữa cái thì sao? Về ngủ cũng được. Đó. Như vậy thì chính vì cái đó mà rốt cuộc rồi chưa chắc cái nghĩ mình là chân lý. Đó. Như vậy thì vì chấp thân, vì chấp tâm mà cái khổ nó chồng chập, rồi cứ kêu tôi khổ quá, tôi khổ quá. Bây giờ nếu thấy rõ cái chấp thân không thiệt, cái chấp tâm không thiệt, hai đó đều không, biết thân không thiệt, tâm không thiệt, thì khổ ách nào không quá. Phật dạy rõ quá. Mà muốn thấy vậy phải chiếu kiến, phải soi, dùng trí tuệ soi cho thấu, biết cho rõ. Còn Phật tử mình cứ đọc mà không chịu soi. Bởi vậy nên nên có cái thí dụ, Ngài Thái Hư, Ngài có cái thí dụ, Ngài nói rằng Bát Nhã cái chia là ba thứ: văn tự Bát Nhã, rồi quán chiếu Bát Nhã, rồi thật tướng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã, Ngài ví dụ như mình muốn qua sông, trước hết mình mới bước xuống thuyền. Bước xuống thuyền đó là được văn tự Bát Nhã. Rồi kế đó phải gây chèo, bơi, dầm, hoặc lấy dầm bơi, phải chèo hoặc phải bơi. Thì cái chèo bơi đó là quán chiếu Bát Nhã. Từ cái chèo bơi đó thì nó qua tới bờ kia, phải không? Mới lên bờ được. Lên bờ được đó là thật tướng Bát Nhã. Thì muốn đạt được thật tướng Bát Nhã thì cái giữa là cái quán chiếu Bát Nhã này rất quan trọng. Còn nếu xuống thuyền mà ngồi yên đó hoài, cũng ngồi trên thuyền vậy mà có qua được sông không? Mà bây giờ chúng ta là cái bệnh ngồi trên thuyền, cứ ngồi thuyền hài lòng rồi, tới đem kinh Bát Nhã ra tụng một viếng hai viếng là rồi rồi, nên tôi tu rồi đó. Như vậy thì tụng 10 năm 20 năm mà cũng không đi tới đâu. Ngồi trên thuyền, tới thuyền một cũng không qua tới bên kia được, phải không? Chỉ bao giờ có chèo, có bơi rồi mới qua được bên kia. Phải có chiếu kiến. Cho nên trong Bát Nhã dạy chiếu kiến chứ không phải là tụng. Chiếu kiến mà mình không chiếu kiến. Bởi vậy nên thì nhiều khi thầy nói
Người Phật tử mình học Phật mà học lơ là quá, không có thấy được cái mấu chốt gốc của sự tu. Người cứ lấy cái hình thức làm cái sự tu thôi. Đó. Như vậy mình tu á, là phải biết bát nhã, phải thuộc. Nhưng mà thuộc rồi phải ứng dụng, phải quán chiếu cho tường tận, cho thấu đáo. Rồi thì mình mới tới chỗ thật tướng, tức là cái tướng chân thật của trí tuệ. Còn này là cái quán chiếu là có dụng, rồi mới tới cái thể. Như vậy thì ai tu cũng muốn được giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì phải từ quán chiếu này nó bước qua. Mà quán chiếu cái gì? Gốc là quán chiếu về thân, phải không? Thân năm uẩn là thể xác và tinh thần, về tâm và hình thức, hình tướng. Như vậy mà cái này phải thấy nó là không. Mà không đây không phải không ngơ, không đây là vì duyên hợp, cho nên nó tạo tạm bợ. Bởi vậy bát nhã là lấy cái lý nhân duyên làm nền, làm cái gốc. Mà cái gì nhân duyên hợp thì đó đều tạm bợ hết. Như vậy thì cái duyên hợp tạm bợ đó nó không thiệt, mà mình lại cố chấp nó là thiệt, đó là si mê. Vì vậy mà duyên hợp thì thể tánh nó là không. Nên thầy thường ví dụ là nó cái tay của thầy đưa lên thì này chưa có nắm tay, nhưng co lại thì nói gì? Nắm tay. Bây giờ đặt câu hỏi, nắm tay này có thật là không có? Nhưng mà nói không hiện giờ không được. khi nó đang nắm lại thì nói không không được, phải không? Nhưng bây giờ phải nói sao cho trước? Bởi vậy nên phải thấy trong nhà Phật ấy, cấm mình chấp có và cấm mình chấp không. Khi đủ duyên hợp thì không thể nói không được, nhưng mà nói nó có thiệt thì cũng không được. Mà thế gian là luôn luôn cứ đặt hai bên à, hoặc là có hoặc là không. Bây giờ nắm tay này nói là có hay là không? Thì muốn nói cho hợp lý trung đạo, nắm tay này bản chất nó là không, duyên hợp giả có, phải là giả có. Như vậy bản chất là không, bởi vì trước khi chưa co năm ngón đâu có nắm tay, phải không? Giờ buông năm ngón ra kiếm nắm tay có không? Như vậy bản chất nó là không. Bây giờ năm ngón là duyên hợp, co lại là duyên hợp. Duyên hợp thì nó giả có, nói vậy mới đúng là thật. Chứ cần phủ nhận nó là không cũng không được, mà nói nó thiệt có cũng không được. Nhưng mà cái không là cái bản chất của nắm tay không, nhưng mà khi duyên hợp thì nó giả có. Như vậy thì có đây là giả có, thì từ cái nắm tay tới cái thân này duyên hợp không? Duyên hợp. Duyên hợp có là giả có, sao mình thấy nó thiệt? Thấy thiệt có cho nên mình chấp có. Còn nếu mà nói thân thì không, thì ai ăn nói, ai làm công chuyện đấy, nó là giả có. Bởi giả có cho nên nó tạm bợ, nó có lúc này nhưng mà lúc nào đó nó tan, mình không hay, mình không biết. Như vậy thì cũng như nắm tay, khi còn đây thì giờ biết nó giả có đây, buông ra thì nó đâu còn, thấy không? Duyên hợp mà duyên tan thì nó không còn. Bởi vậy thấy cho thật rõ cái nghĩa đó. Vì vậy mà ở trong nhà Phật thường hay dùng nhìn xuống dưới cái hồ, thấy có bóng mặt trăng. Vừa hỏi bóng mặt trăng có hay là không, trả lời sao? Có thì vớt mò không gặp, mà nói không thì mắt thấy sờ sờ đó, phải không? Cho nên không thể nói có mà cũng không thể nói không, mà chỉ nói đó là cái bóng, phải không? Là cái bóng tức là cái tạm bợ, cái giả, cái đó không phải thiệt. Đó. Như vậy thì cái bóng mặt trăng không phải có, không phải không, chỉ là cái giả tướng. Đó. Như vậy thấy nó giả thì trong nhà Phật gọi là thấy được lý trung đạo, không có lầm lẫn. Còn nếu mình thấy nó thiệt có thì không thì đều là sai lầm. Có đó phải trí tuệ không? Đó là trí tuệ thực. Mà thế gian không có cái trí tuệ đó. Trí tuệ quán chiếu bên ngoài, thấy cái này kia phân tích thì giật bên ngoài, mà không thấy được cái lẽ thật
con người mình. Bởi vậy nên rồi, tuy khôn ngoan, tuy có cái nhìn xa, hiểu rộng, mà khổ cũng vẫn là khổ. Chỉ thấy được là thật rồi mới thấy khổ. Nên như vậy thì cái chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách, khổ ách nào cũng qua, độ là qua, qua hết tất cả khổ ách. Vậy mà tụng kinh Bát Nhã mấy chục năm rồi không ai hết khổ. Vậy đó, bị ngồi trên thuyền không chịu bơi, không chịu chèo, không chịu bơi, làm sao hết khổ, phải không? Làm sao qua bờ bên kia? Không chạy, thì cũng phải chạy, phải cho máy nổ, máy không chịu nổ. Như vậy thì thấy cái đạo lý của Đạo Phật là đạo lý bằng trí tuệ. Mà mình thấy đúng rồi thì tất cả những cái cố chấp nó hết. Mà cố chấp nó hết thì đau khổ nó hết. Mà đã hết đau khổ thì mình hết tạo nghiệp. Như vậy tu theo Đạo Phật là phải tu bằng trí tuệ, chứ không phải tu bằng cái hình thức. Mà bây giờ nếu nói kỹ, quý Phật tử thấy đi chùa ít có tu bằng trí tuệ, thấy không? Giỏi lắm mà đem kinh vô tụng, mà tụng vậy đó là rồi đó, tu dữ đó. Nhưng mà tu như vậy là xuống thuyền ngồi chứ chưa chịu bơi, chứ chịu chèo. Như vậy thì không biết chuyện nào qua được bờ bên kia. Cho nên tu thì lâu, mà ai động tới thì sân si cũng không có hết. Mà sân si không hết thì khổ làm sao hết. Bởi vậy tu mà cứ than tu hoài mà sao khổ quá. Phật không độ, đổ thừa Phật không thương. Phật dạy cho mình tu như vậy hết khổ, mà mình làm cách khác mình sẽ hết khổ được. Như vậy thì mới thấy rằng cái đường lối tu theo Đạo Phật là phải bằng trí tuệ. Cái gì Đức Phật thấy tường tận, Ngài dạy cho mình, chỉ cho mình phải làm như vậy. Như vậy mình mới thấy. Ngài tu rồi Ngài giác ngộ được, Ngài chỉ mình bây giờ khỏi cần công tu như Ngài, khỏi thiền định cho tới 49 ngày mới ngộ. Mà Ngài thấy rồi, Ngài chỉ rồi, thì mình cứ theo đó mà làm. Cũng như những nhà toán học, khi mà ta nghiên cứu được một cái gì rồi, ta đặt thành công thức rồi, thì mình giờ đâu cần nghiên cứu nữa, cứ theo công thức cho đúng, làm thì kết quả cái gì, phải không? Mà như vậy thì mình khỏe hơn cái người nghiên cứu bao nhiêu. Đệ tử Phật khỏe hơn Phật nhiều lắm. Ngài phải khổ nhọc đủ thứ hết Ngài mới phát minh được. Bây giờ mình chỉ có theo công thức của Ngài dạy thì mình đã làm được rồi. Mà mình không chịu làm, cứ đọc lời, đọc công thức hoài mà không làm thoát. Thì đó, bây giờ chúng ta tu kiểu đó đó. Vậy nên rồi cứ tu mà không hết khổ. Như vậy thì cái trí tuệ của Phật dạy chúng ta phải làm, phải quán chiếu. Chiếu kiến là tức là soi thấu, tức là quán chiếu mới thấu. Thì như vậy mà thấu được năm uẩn này không thiệt, tự nó chỉ là cái duyên hợp hư giả, bản chất nó không thiệt, cho nên gọi là tánh không đó, tánh không, bản chất nó không thiệt. Biết rõ như vậy thì tất cả khổ nạn qua hết. Một câu đó thôi là hết khổ, mà mình tu hoài không hết. Tại mình đi đường quanh quanh, không có đi thẳng chỗ đó. Như vậy thì từ cái lý đó thì chúng ta mới thấy Đức Phật dạy mình phá cái ái ngã. Mà muốn phá ái ngã thì phải thấy cái ngã không thiệt, chứ còn thấy ngã thiệt làm sao phá được. Mà nếu mà biết năm uẩn này không thiệt thì đó là vô ngã rồi. Vì thiệt, ngã là một cái chủ thể, mình cho mình là một cái chủ thể trọn vẹn mới gọi là ngã. Mà giờ thấy năm uẩn nó không thiệt thì cái ngã đâu còn. Ngã không còn thì khổ ách cũng theo đó hết. Như vậy thì cái dòng luân hồi cũng theo đó nó dừng. Mà muốn thấy được như vậy phải có trí tuệ. Bởi vô minh cho nên chấp ngã. Bây giờ muốn không chấp ngã thì phải có trí tuệ. Như vậy thì mình thấy Phật giác ngộ chỉ lẽ thật. Nhà giác ngộ chỉ lẽ thật thì là chân lý. Mà thấy được chân lý là bằng trí tuệ, chứ không thể nào mờ mịt mà thấy chân lý được. Như vậy thì thấy được lý vô thường tổ cùng, thấy được cái thanh duyên hợp, thấy rõ tường tại như vậy, thì Phật chỉ cho mình, chỉ theo cái công thức của Phật dạy
ứng dụng tu là hết khổ. Hết khổ ngay. Mà mình tu hoài không hết khổ thì đúng không? Nghĩa là theo công thức mà mình làm trật. Trật thì tức là 38 trật luôn. Như vậy thì mới thấy rằng người học Phật là phải khéo ứng dụng đúng cái lời Phật dạy để mà mình mở sáng cái trí tuệ mình ra, thấy đúng như Phật dạy thì cái khổ nào cũng hết. Như vậy thì trên đường tu mà mình gọi là tu theo Phật, tức là tu theo trí tuệ, phải không? Tu theo sự giác ngộ chứ không phải tu theo lòng tin. Phật tử mình bây giờ tin hết, tin thôi, tin Phật đủ rồi. Mà tin Phật gì? Phật có quyền năng, phải không? Phật ban cho mình lúc nào khổ quá cái nhà Phật giải cho mình cái thấy khổ. Tin như vậy đó là con của Phật hay là phản bội Phật? Con trung thành Phật, con hiếu thảo Phật hay là con phản bội Phật? như vậy để xác nhận cái, Phật dạy một đàn mà là một ngõ. Kinh Phật thì Phật nói Phật không có ban phước xuống quả, mà mình bây giờ mình cứ xin Phật cho nó hết hết tai họa, xin Phật cho được phước đức thì làm sao mà được. Dạ nhân quả không chịu tu. Cho nên hôm giảng ở dưới kia thầy nói như một người nông dân thì muốn cho cái thửa ruộng mình cái mùa này trúng thì trước mình phải lựa giống tốt. Lựa giống tốt, có giống tốt rồi mình sửa sang đất cho đàng hoàng, cho màu mỡ thì mình gieo xuống, rồi khéo săn sóc chăm bón thì nhất định lúa tốt. Có người này, sửa sạn ruộng muốn cho được mùa lúa trúng mà không thèm gieo giống, cứ để chờ chấp tay nhờ Phật cho con được mùa lúa trúng. Thì cầu xin chừng nào được mùa lúa trúng. Mà không chịu gieo giống. Cái chuyện đó là cái chuyện phải làm mà không chịu làm, mà cứ xin hoài. Thì như vậy mới thấy rằng cái tu của mình bây giờ nó quá là sai, thật là sai lầm. Bây giờ nên thầy nói rằng phải chỉnh lại sự tu hành của người Phật tử. Mà nếu Phật tử tu sai lầm thì vô tình chúng ta đưa đạo Phật tới đâu? Vô tình chúng ta đưa Phật tới chỗ tiêu diệt. Mà Phật là cái đường lối sáng sủa, rõ ràng, thực tế. Chúng ta càng đi sâu thì càng thấy khoa học không qua nổi. Như vậy mà chúng ta không có đem cái sáng sủa đó mà chỉ dạy cho nhau để ứng dụng cho đúng, mà cứ nói chuyện ở đâu đâu trái với Phật, rồi nói nhân danh Phật. Vì mai sau nếu đạo Phật như vậy thì ai thèm theo? Mà không theo tức là đạo Phật bị diệt. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng cái lo của người biết tu hành thì phải thấy cái chỗ xa xôi đó. Phải làm sao ai học Phật thì phải học bằng trí tuệ, ai tu Phật phải mở sáng ở mắt trí tuệ, quán chiếu thấu đáo, nói vô thường. Thì quý Phật tử thấy mạng người trong hơi thở, phải nhớ tới nhớ lui cho rõ, cho thâm nhập. Nên mình không chỉ nhớ nói vô thường rồi thôi bỏ. Phật nói vô thường nhưng mà cứ chúc nhau sống 100 tuổi không à, phải không? Như vậy thì nó ngược với cái vô thường rồi. Cho nên thầy nói chút với thầy nhớ có ông sư Nhật Bổn, cái người đầu năm có Phật tử tới cái xin thầy chúc lành cho con. Ông chúc ông cha mẹ chết, ông bà chết, rồi cha mẹ chết, rồi ông chết, rồi con chết, rồi cháu chết. Chúc một cháu dọc chết không à. Nghe rầu quá. Chúc gì là đời vậy. Nhưng mà xét kỹ, chúc đó chúc lành đó. Ông bà chết thì thứ tự mà, rồi tới cha mẹ chết đó. Rồi cha mẹ chết rồi phải tới con chết, con chết rồi cháu chết, đó là thứ tự, đó là có phước. Chứ còn nếu mà cha mẹ chưa chết mà con chết, đó là vô phước.
Thành nó chúc lành mà mình mới nghe sợ quá. Bởi vậy nên đưa lá thật ít ai dám nhìn đó, không dám nhìn thẳng lá thật mà cứ tưởng tượng tới nhau trăm trăm tuổi, không chúc trăm tuổi đó là cái mà gọi là chúc lành. Mà làm gì có trăm tuổi chúc hảo quyền, thấy không? Mà chịu cái chúc hảo quyền đó mà không chịu chúc lẽ thật thì lẽ thật là chân lý, nghĩa phải nói cái lẽ thật đó thì đó là cái người người biết thấy được đạo thấy được đạo, còn không nói lẽ thật thì không thấy được đạo. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy, kiểm điểm lại thì thấy sự tu hành của Phật tử mình bây giờ có thể nói gần 80% đi sai, 80% đi sai. Nói đó là thầy nói ít chứ 90 thôi khoan, nói lỗi ai, bây giờ mình sai biết sửa sai được rồi, nói lỗi ai thì nó cũng lùm xùm lắm nó nhiều cái lôi thôi lắm, nhưng bây giờ cứ biết cái đó là sai để mình sửa là được, chứ còn đừng nói lỗi ai hết. Đó là nói để thấy rằng cái giáo lý của Phật là cái giáo lý giác ngộ. Phật giác ngộ, Phật chỉ ra thì toàn là lẽ thật. Mà lẽ thật thì lúc nào nó cũng trái với cái tình cảm hảo huyền của con người. Con người cứ ôm ấp cái tình cảm hảo huyền, tưởng mình sống trăm tuổi đó là cái hảo huyền, người tưởng mình là thật cũng là cái hảo huyền, tất cả tưởng cái tưởng mình đều hảo huyền. Còn cái lẽ thật thì mình không chịu dám nhìn, không dám nhìn thẳng, bởi không dám nhìn thẳng cho nên rồi mình sống hảo huyền, rồi mình cũng biến Phật thành hảo huyền luôn, phải không? Đó. Cái đó vô tình mình biến Phật thành hảo huyền. Mà Phật thành hảo huyền rồi thì khi khoa học mới tiến, cái gì cũng phải chứng minh lẽ thật mới tin, thì Phật bị lọt sổ rồi, phải không? Đó là một cái điều mà thầy nói đáng lo đáng ngại. Sự thật nếu đạo Phật mà gốc là hảo huyền thì mình không có buồn, nhưng mà Phật gốc là thực tế là trí tuệ, mà bây giờ mình đưa Phật thành hảo huyền đó là lỗi của mình, cho nên mình phải chỉnh lại, đi đúng cái đường của Phật dạy để thấy rằng đạo Phật nó là một lẽ thật không ai bác bẻ được hết, thì đó là người trung thành đạo Phật. Còn nếu mình đưa Phật vào cái lối hảo huyền, đó là mình vô tình tiêu diệt đạo Phật. Đó là cái quan trọng. Nói như vậy thì quý Phật tử mới nhìn xa hơn chút nữa, từ cái lý nhân duyên. Nãy giờ nói nhân duyên về con người, phải không? Bây giờ nói nhân duyên tới muôn vật. Thì muôn vật ở giữa này, Đức Phật nói rằng các pháp giữa thế gian nó tương quan, tương duyên. Tương quan tức là có sự quan hệ với nhau, tương duyên tức là các cái duyên nó thu hút với nhau lại. Thì như vậy có cái gì nó không có mà bây giờ mình gọi là từ trường này kia đó, nó có những cái đó, nó có cái sự hút, nó tương quan, cái này kia hợp thì nó hút thì nó đến với nhau. Rồi tương duyên tức là nhiều cái tụ tập lại thành một khối. Thì như vậy sự vật giữa này nó có là sự tương quan tương duyên, chứ không có cái ngẫu nhiên có, không có một đấng nào tạo ra hết. Mà đó là hơn 2.000 năm Phật đã nói rõ vậy. Vậy mà sau hơn 2.000 năm người ta còn nói có một ông tạo, phải không? Mà Phật nói nó là một lý tương quan tương duyên. Mà từ cái tương quan tương duyên đó rồi mình mới thấy, ngày xưa Phật nói mình đến dưới gốc cây đứng nghỉ mát trong buổi trưa, để khi ra đi không được quyền bẻ nhánh cây. Hỏi tại sao? Vì đó là nơi đã che chở cho mình được bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút mình đỡ khỏi nắng. Như vậy thì các sự vật chung quanh mình, cái nào nó cũng có giúp đỡ mình, nó tương quan tương duyên mà. Như vậy thì bây giờ đối với cái chuyện mà môi trường, bây giờ ta đương la lên đó, thì thấy Phật đã thấy xa quá.
Thấy không? Sao tí mù lắm mà mình không hiểu. Bây giờ nghe nói cái tương quan tương duyên, hay là nói cách môi trường mình sống ở xung quanh đều cây cối nó có ảnh hưởng với mình, phải không? Rồi cho tới con khỉ con chó gì cũng ảnh hưởng với mình. Thì như vậy thì cuộc sống là tương quan tương duyên, không tách rời nhau được. Mà từ lý tương quan tương duyên đó mà sau này mới đi tới Kinh Hoa Nghiêm, gọi là trùng trùng duyên khởi. Đó là tất cả sự vật ở giữa này nó lớp lớp nó tụ họp với nhau, không có một cái gì riêng tư hết, nó đều chằng chịt đó. Bởi vậy cho nên mới gọi là Bồ Tát tâm đó, một chúng sinh khổ làm mình khổ. Như vậy thì ai còn khổ thì Bồ Tát vẫn còn thấy mình khổ. Đó là cái lý tương quan tương duyên mà đi tới cái lớp lớp duyên khởi. Như vậy thì không tách rời mình với tập thể, không tách rời mình với mọi vật chung quanh. Mọi vật chung quanh và mình đều có sự liên hệ. Mà xét kỹ rõ ràng liên hệ. Cái không khí mình thở thì mình thở ra thì người khác hít vô, rồi cũng liên quan rồi. Rồi cây cối thở ra mình hít, và mình thở ra cây cối nó hít, thì nó tất cả tương quan mà tại quá tầm mắt của mình, phải không? Mình không thấy. Như vậy mới thấy rằng cái gì Đức Phật nói xa xôi, hết sức là xa xôi, mà bây giờ kiểm lại nó rõ ràng, càng ngày càng đúng với lẽ thật. Như vậy thì cái chỗ giác ngộ Đức Phật thấy về con người, thấy về muôn vật, không có cái nào mà Ngài nói sai. Nó, cái trí tuệ thực của Ngài. Như vậy mình là con cháu của Phật, mình tu theo Phật thì phải là Phật tử, thì không có quyền mê được. Thấy không? Con bậc giác ngộ mà không giác trọn vẹn, ít ra giác một phần, phải không? Cho nên Phật cũng được gọi là viên mãn, giác ngộ viên mãn, còn mình giác ngộ từng phần. Chứ mình không thể nào nói mình mê được hết. Như vậy thì người tu theo đạo Phật không ai được nói là người mê tín. Nhưng bây giờ người ta kết tội đạo Phật mê tín. Thì tại sao vậy? Thường thường bây giờ người ta nói đạo Phật mê tín, đó là tại vì cái người Phật tử mình không có hiểu được cái lẽ Phật dạy như thế nào, muốn giải thoát phải làm sao, tu bằng cách nào, muốn hết khổ tu bằng cách nào, mình không hiểu. Mình cứ tưởng rằng Phật có đủ oai lực, cái gì cầu xin là được hả? Cứ nghĩ như vậy, cho nên đưa Phật vào cái chỗ huyền ảo, không còn thực tế. Như vậy thì cái trí tuệ của Phật bị mờ lấp. Mà mờ lấp đó không phải Phật bị mờ lấp, mà mình che, mình tìm cách mình che mất, mất cái trí tuệ đó. Như vậy thì chúng ta ngày nay là con cháu của Phật, học Phật thì phải học đúng cái gì Phật dạy, để làm sáng thêm cho mình và cũng làm tỏ rạng cho Phật Pháp. Thì đó là một trách nhiệm không phải nhỏ. Bởi vậy thầy nói thầy la hoài khan cái tiếng cũng phải la, là vậy đó. La cho tới nhiều người chửi thầy, thầy cũng chịu. Bởi vì không thể chấp nhận như vậy được. Với cái thời của mình, mấy Phật tử thấy không thể nào nói rằng mai kia khoa học nó dừng lại, mai kia con cháu mình nó ngu hơn mình, nó sẽ khôn hơn mình, khoa học sẽ tiến hơn. Thì những cái gì mình làm ngày nay có thể chấp nhận, mà ngày mai nó không chấp nhận. Mà nó không chấp nhận tức là nó bỏ. Dù nói đạo Phật là tổ tiên của mình, tu theo đạo Phật, mà nói đạo Phật đi mà cứ cúng mà xin hoài, xin không được gì hết cũng xin, thì nó đâu thèm đi. Thì đó là vô tình mình làm cho cái giá trị đạo Phật đã suy giảm, rồi làm mất hết niềm tin của lớp người sau. Cho nên bây giờ phải chỉnh lại, mình phải tự tu một cách sáng sủa, rồi chỉ cho con cháu à, đạo Phật nó vậy vậy đó, mình theo Phật là phải sáng sủa, phải là chân lý, chứ không phải theo Phật bằng cách mù quáng ảo tưởng. Như vậy thì quý Phật tử thấy tu Phật khó hay dễ? Khó hay dễ? Bởi vì tu Phật á, nó có hai cái điều mà thầy nói rằng đối với cái thời này nó hết sức là có giá trị. Điều thứ nhất á, là
dân chủ trọn vẹn. Mình làm, mình hưởng, mình trọn quyền sắp đặt cái đời đời của mình, phải không? Thì mình đó là dân chủ tuyệt đối rồi. Rồi tự do, mà tự do người ta cứ đòi tự do, ông này ông kia có quyền, mình đã tự do chừng nào tâm mình đừng có dính với ngoại cảnh, thấy những cái gì đừng mê, nó đừng bị lôi kéo, đó mới là tự do, phải không? Tự do vậy là tuyệt rồi, phải không? Như vậy tự do là khi đừng dính mắc bởi những cái gì bên ngoài quyến rũ. Rồi dân chủ là mình có quyền chọn lấy một đường đi tốt hay xấu do mình, không quan trách ai hết, đó là mình dân chủ. Chứ còn cứ nó đổ thừa kia đặt cho mình thế này thế nọ thì mất dân chủ rồi, đâu còn cái quyền làm con người. Thì như vậy đạo Phật nó quá là cao, nó quá là rõ ràng, mà mình tu là mình hơi yếu đuối, từ cái yếu đuối nó biến thành đạo Phật dở. Như vậy thì tất cả, để kết luận lại, chúng ta học Phật là học bằng trí tuệ, phải không? Tu Phật cũng phải thấy bằng trí tuệ. Và người Phật tử chân chính là người biết tuân hành đúng như lời Phật dạy, chứ không phải tin Phật lại Phật hoài, đó là Phật tử chân chính đâu, phải không? Đúng như lời Phật dạy mà mình tuân hành đúng vậy đó, thì đó là Phật tử chân chính. Còn ngược lại thì chưa chắc là Phật tử, vô tình mình phá hoại đạo Phật cũng có. Đó là một cái lẽ thật. Nên hôm nay nhắc quý Phật tử tu, tu từ cái mình phải làm sao chọn lấy một cái nghiệp tốt cho mình, rồi mình trả hết những cái nợ cũ, phải không? Xấu thì trả xấu, tốt thì hưởng tốt, mà tương lai thì phải tốt. Đó là mình sanh xuống nếu chưa giải thoát. Thứ hai nữa là tiến lên bằng trí tuệ, thấy rõ cái thân này, ngoại cảnh, đừng để cho nó mê lầm rồi dính mắc đó. Thì từ cái trí tuệ đó mà giải hết mọi đau khổ cho mình. Cái thứ ba nữa, thấy giữa cuộc đời mình với mọi người, mình với mọi vật đều có tương quan, không hủy hoại, không tàn sát cái gì, thì đó là đúng cái tinh thần tu theo đạo Phật. Ba cái đó dễ làm hay khó? Khó, nhưng mà làm được mới hay, vậy tu Phật mới là giỏi chứ. Như vậy đó là ba yếu điểm mà hôm nay thầy nói, nhắc cho tất cả quý Phật tử nhớ mà tu. Thôi đủ rồi, nói rồi phải làm. Nhiều đó là khá nhiều, tu lâu lắm. Bà đòi dữ vậy. Rồi rồi, về nghỉ, mai làm việc nữa.